bị buồn các người anh em ạ. Các bạn biết buồn vì cái điều gì không? Buồn là bởi vì mấy con phím full bây giờ, hay thậm chí kể cả anh em mua kit thôi, đôi khi đã có sẵn mấy bộ staff và cái định công mệnh bộ đéo được cũng ngon. Riêng spray con này nó là không vết xước mẹ luôn đấy. Méo hiểu kiểu gì. Thôi bây giờ chúng ta cứ nói đấy là ok nhân phẩm. Nhưng quả nhân phẩm này anh em nhìn thấy được không? QK ND75 keyboard, anh em hỏi con này nhiều vãi quạc ra. Thương hiệu con của Wuque Studio. Làm mấy con zoom đấy anh em. Có 4 màu nha anh em nhá. Tím này, đen này, xanh này. Ui màu xanh cũng đẹp vờ lờ. Thế mà tại sao mày lại kêu hãng gửi màu đen này em? Chán khiêm dã man được. Pure White thì đắt hơn 100.000. Thì chúng ta sẽ có kit 1.2mm và kit 1.6 hoặc là full phím. Nói chung anh em mua full cho mình. Mẹ kit 1.650.000 rồi thêm có 150.000 nữa để lấy cả switch lẫn cả keycap thì tội cái méo gì. Các bạn cũng biết là keycap của Wuche là thuộc dạng rất là ngon rồi thì tội cái gì đúng không? Ok. Rồi, thế thì con ND75 này nó có cái gì hay? À quên, đang group 36GB anh em nhé, tham khảo. Tuy rằng 6GB chả cho mình xu nào đâu, nhưng mà con này thấy mỗi 6GB pre-order đi thôi. Anh em trôi đi, tại vì con này là hãng gửi mình luôn. À, nhưng mà để hãng gửi thì cũng là cảm ơn 6GB đã liên hệ. Rồi, chiều đấy anh em. Con này có màn hình cute thật sự luôn các bạn. Cute vãi trưởng luôn. Cái này chắc là sẽ thay được đúng không? Bây giờ thì chưa thay được, nhưng mà kiểu gì cũng sẽ có cách để thay đổi được. Rồi bấm FN này. À quên đây chứ. Cộng. Đấy, sẽ ra những cái giao diện. Connect này. Enter này, đấy, 3 Bluetooth, wireless và cắm dây. Tổng cộng là kết nối được khá nhiều thiết bị. Phát ra kiểu gì? Bấm xuống cho nó xuống với nhau gạt. Ui vãi cướt. Đấy. System là có gì đây? À, chế độ macOS hay là Windows. Đấy. Effect là các kiểu, hiệu ứng LED các thứ rồi. Đấy, nói chung là đấy, điều chỉnh các thứ như này rồi. Cù tè vãi. Được chưa? Con này thì nó có cái gì hay? Nó có cái này hay này. Giờ bố nào cũng chơi cái thiết kế này. Ái chà. Nhẹ nhàng tình cảm, nhẹ nhàng tình cảm, nhẹ nhàng tình cảm, nhẹ nhàng tình cảm. Nhưng cũng có một cái thiết kế rất hay là cái phần dây này nó dài. Ái chà. Nói gì đi các người anh em. Thiết kế này đã được cập nhật trên một con phím cây đậu phộng chưa đến 2 cục. Nói gì nữa đi. Và bây giờ soi thêm một chút xíu về cái mặt anode này. Bề mặt rất là mịn, thật sự là mịn. Và cái lớp anode cá nhân mình đánh giá là đủ dày. Và nó đẹp, thật sự là nó đẹp. Con này mà thôi, mẹ đòi hỏi chamfer trong cái tầm giá này thì mẹ nó lại vô lý quá. Nó hơi ngượng mồm anh em ạ, thế thôi, đéo đòi hỏi nữa. Ok, rồi đây. Bộ lòng của chúng ta đây. Anh em từ từ nhé, mình tháo nó ra cái. Sorry anh em cứ từ từ. Ui dồi ôi. Mẹ nó chơi cái thể loại gì đây? Nó lấy cái da cao su nó móc con mẹ nó lại luôn á. Không phải, nó chỉ vướng thôi. Pin ở đâu? Ui dồi ôi. Thật ra ấy, anh em đừng có lo. Sợi cáp này bên trong hộp tặng thêm mấy sợi nữa. Đứt còn cái khác để backup. Không gì phải xoắn cả nhá. Rồi. Bên dưới này thì chúng ta sẽ có một cái tả. Đây anh em nhìn thế này. Đây là CNC ra nhá anh em nhá. Đấy thấy không? Đấy, hai cái ốc này này. Đây để chúng ta gắn cái mảng này vào. Đấy, và cái mảng này bên dưới nó mới là nơi chứa pin pủng các thứ của các người anh em đấy. Tháo luôn nhỉ. Tại nhìn xịn quá, tháo luôn cho các người anh em xem. Chứ bình thường mình méo tháo đâu, mình lười. A few moments later. Mình mới phát hiện ra một cái khác hay vãi. Anh em nhìn này. Vãi cả trưởng nam châm ạ. Thế nên là kể cả các bạn có giật ra nhé. Yêu sợ. Mày nó 10 điểm. Tí nữa gắn vào. Ui. Cái này hay thế nhở. Thì các bạn cứ tưởng tượng nhé. Chúng ta gắn cái này vào trong mạch. Chúng ta nhấc con mẹ là cả cái bộ lòng này lên. Thay vì cái việc chỗ dưới này nó bị đứt cái dây này. Giờ méo nó đứt nữa. Anh em nhìn mình giật này. Giật mạnh nhé. Ơi. Nói cái gì nữa. Mẹ cái này không phải 10 điểm đâu. Có mẹ phải 100 điểm luôn. Ok. Tháo 4 con ốc này ra nhé. Hai cái ở đây này. Hai cái ở đây nữa này. Là nhấc được cái tạ ra ngoài. Ui. 1.800, 3.600. Anh em thấy không? Cũng là một cái cục pin thôi. Nó không dán cái lớp màu đen này lên. Nhìn nó phèn. Dán cái lớp màu đen này lên. Nói thật với các bạn, chả giải quyết được vấn đề đéo gì cả. Nhưng nhìn nó lực các bạn ạ.
nhìn nó xịn các bạn ạ. Nói đùa thôi, dán cái lớp này lên thì nó cũng là một cái lớp để mà giúp cho cái kiểu những kiểu nhiệt nó tản được tốt hơn thì bạn. Cái đấy thì mình cũng chả rõ cho lắm, mình cũng chả quá quan tâm. Nhưng mà lại một cái chê nha, mẹ tiết kiệm hai con ốc để làm cái đéo gì. Thề, tiết kiệm để làm cái gì? Đây, vừa khen xong lại phải chê ngay vào luôn. Ôi, hóa ra cái này để trang trí thôi à? Mẹ tưởng là tạ như thế nào? Nó là một miếng nhôm thôi các bạn ạ, chả có tí trọng lượng nào cả. Thôi nhưng mà không sao, anh em thích có thể đi customize lại được. Nhưng mà tự nhiên customize cái miếng này bằng 4 tiền con phím thì giảm cứt vãi. Đấy, nói chung sâu cho anh em xem rồi đấy. Nó chỉ đơn giản là như vậy thôi, nó khá là thú vị. Và cơ bản thì mình thấy nó hay. Cái cách thiết kế như này này, với mình nhá, mình đánh giá rất cao những con phím có cái thiết kế kiểu cái lòng ở phía bên trong này này. Nó bằng phẳng hết. Anh em biết vì sao không? Bởi vì như vậy nó sẽ tạo ra một cái lòng ấy, nó sẽ đều tiếng. Đấy. Và nó sẽ khiến cho cái trải nghiệm gõ phím này, khi mà nếu như anh em nó khó tính ấy, thì cái tiếng nó sẽ trở ra nó đều hơn. Con này thì tí nữa mình cũng sẽ tháo bung hết mấy cái phôm phủng các thứ của nó ra, chứ mẹ nghe tiếng PE pop 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 trên một con nhôm mà khoảng gần 2 củ như này mình cứ thấy nó cứ sao sao ấy. Nó không hay. Nên xin phép anh em một tí nữa mình chỉ giữ lại cái miếng phôm cây này thôi. Chắc phải giữ lại thật đấy, để mà tránh cho cái việc mà nó bị nhún xuống, nó gây chập chen ở phía bên dưới. Chứ còn phôm phùng ở giữa chắc là mình tháo hết thôi các bạn ạ. Con này thì có vẻ như không, vẫn có ốc stainless cay phở lở. Ok rồi, để đấy đi. Rồi đó thì bộ lòng phía bên dưới đây anh em, ngàm này đấy, rồi cái vị trí chỗ này để gắn cái đây, để chơi quả gasket mao bằng dây cao su nó mới ảo chóa. Gaganit phải hợp lý chứ nhỉ? Hợp lý. Gaganit, ok. Có cái nịt, bây giờ là có cái nịt thật. Có cái nịt thật. Đây, đúng có cái nịt. Lại bảo sai đi. Sai đỡ mồm cho. Đúng có cái nịt. Đấy. Ok, rồi, bây giờ đến nha. Nói về cái bộ lòng thì thật sự mà nói thì bộ lòng của mấy con gu chè này là mình chê khá là nhiều. Chê con này gửi cho mình là mạch 1,2mm anh em ạ. Mấy nó dính thôi, không được rồi. Nó dính rồi anh em ạ. Dính rồi, bóc ra rồi nó nát hết. Nhưng mình vẫn muốn bóc. A few minutes later. Vẫn có một lớp pad ở giữa này, vẫn có foam này, mạch hỗ trợ stab PCB mount, nên là anh em thích thì có thể đổi, nhưng mà đổi làm cái méo gì? Bộ stab này ngon vãi cứt thì đổi làm cái gì? Ốc stand-off ở đây. Tháo nó ra. Nhưng mà mạch 1,2mm lại còn lấy cắt nhẹ, tao thấy hơi ghê kia mà. Rồi ok, xem nào. Mạch mấy cái thứ chi chít này. Ồ, có cuộn chuyển đổi nguồn để bảo vệ mạch luôn này. Xịn phết nhỉ. Anten hơi bé. Có mấy cái chân như này thì sợ bắt sóng hơi kém. Anh em ưu tiên cắm dây nhé. Chít. Nhìn hoa hết cả mắt. Ít nhất là được cái led nền, led từng phím này anh em này. Nó dùng led to. Led nhỏ mình chả hiểu đẹp chỗ nào. Đẹp như không có. Nguyên cầm anh em làm theo dưới mọi hình thức nha. Hỏng phím anh em tôi không chịu trách nhiệm đâu. Chặt đấy. Này mà mạch 1.6 không có flex cut nhỉ. Thì ngon. Mình nghĩ sẽ ngon hơn. Cá nhân mình thì mình không thích mạch 1.2 lắm. Nó bị mỏng manh quá. Play cũng play PC đấy. Ok, ngon lành, được, gỡ được. Mình làm quen rồi thì mình mới dám làm như thế này nhá anh em nhá. Anh em không được làm dưới mọi hình thức tại nhà đâu. Ok, cũng không có gì đặc biệt cho lắm. Không có gì đặc biệt cho lắm cả. Mạch fix một layout. Đây là một cái điểm khá là thú vị và đặc biệt của cái con này. Tại vì Gucci thường làm mấy con kiểu gì cũng sẽ là đa layout. Nhưng con này là fix một layout. Đấy, khác biệt chưa? Rồi. Pet. PE. PCB. Xin phép anh em. Lột hết. Đó. Tí nữa để lại đúng cái foam cây này thôi.
Đấy, phông cây này phải tránh cho nó, cho nó ấy anh em ạ, cho nó tránh bị chập chen. Ok. 5 minutes later. Rồi. Bây giờ anh em sẽ thấy một điều này. Đó. Xuyên từ đằng trước ra đằng sau luôn. Flex cut từ plate cho đến flex cut từng switch ở PCB. Đấy. Nhưng mà biết đâu nó là một cái thứ gì đấy thú vị. Tại vì con này nếu mà gõ PE thì nó nhảm quá anh em. Gõ PE nhìn nghe không khác gì mấy con nhựa chỉ tầm khoảng một củ bây giờ. Thế nên là mình mới bỏ cái này ra để xem cái tiếng nó sẽ thoát như thế nào. Lát nữa mình cũng sẽ nói về cái spec của switch với cả cái cáp sau cho anh em. Nhưng mà tổng quan thì đấy, build nó hoàn thiện phần vỏ khá là tốt, cũng như là cái sự chỉn chu của nó thì cũng khá là ok. Tuy nhiên là để xem nó sẽ như thế nào anh em nhé. Ok, rồi đấy. Xong rồi. Mượt phết nhờ. Rồi lắp lại ốc stand home nào. 3 cái. 10 seconds later. Rồi, đó. Ây da. Tiếng có vẻ nó nhỏ hơn. Nhưng cái quan trọng ạ, vừa rồi lúc mà mình sao test thì các bạn có thể thấy chỉ toàn nghe tiếng alpha thôi. Tiếng cái space này nó bị chìm xuống sau. Thế này thôi. Biết đâu tháo này ra nó là một cái trải nghiệm thú vị thì sao anh em nhé. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ dán lại cái đống này. Đúng bên chưa ta? Đúng bên rồi. À, anh em đợi mình một tí. Ok, rồi mình cái lạt vặt này thì cái bố đi, không ảnh hưởng gì đâu anh em. Rồi, ngon lành cánh quất. Nhưng thật ra nếu như có một cái lớp lớp pet nữa phía bên dưới này thì mình nghĩ nó sẽ còn ngon hơn. Chứ cái này thì thôi cũng chấp nhận được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chơi cái trò mình vừa nãy mình nói đây anh em. Đây này, như này này. Lắp cái này vào trước đúng không? Đấy. Anh em nhìn này, tôi không cần phải động gì đến nhá. Đấy. Ôi. Trời ơi. 10 điểm vãi. Ủa. Ok rồi, ui. Đấy. Tôi lại nói tiếp một cái nữa mà tối hôm qua tôi mới đã xem con cá xong rồi tôi chửi nó lên bờ xuống ruộng luôn. Anh em nhìn nhé. Ớt sen một con phím có hơn một củ. Chúng ta có những cái vị trí ngàm này để gắn vào trong như thế này. Nó lệch thế méo nào được? Đúng không? Lệch làm sao được? Đúng không? Đúng chưa? Chúng ta có ngàm cái nịt. Đấy, chúng ta có cái ngàm cái nịt này. Ấn xuống, nó có cái sự mềm mại như như định. Cái quan trọng nhất là nó lệch làm sao được. Đấy, chưa kể nữa anh em nhìn những cái góc gia cố này, thấy không? Đấy. Mẹ, một con phím có chưa đến 2 củ đấy. Nhà sản xuất người ta làm chỉn chu, trau chuốt vờ lờ nó như thế đấy anh em ạ. Xong nghe nhiều anh em flip con cá 30-40 củ thì mình cũng thấy thật sự là đúng là cách chơi của những anh em có nhiều tiền nó lạ thật. Mình không có ý gì đâu, nhưng mà mình là người ít tiền, nhìn ngon bổ rẻ mình chơi. Ờ ha. Quên mất con này có 31. Anh em nhìn quả công tắc hãm lìn này. Còn mẹ nữa. Đấy, công tắc đấy. Anh em thấy rồi đấy. À đây, xem màn hình sáng chưa? Sáng rồi đấy. Mẹ công tắc. Mình toàn dùng cắm dây, không quan tâm lắm. Rồi đây xong rồi. Lắp lại nè. Không biết con đầu tiên sử dụng cái ngàm này là con nào ấy nhỉ? Sai cầu 7 à? Thằng cha Maker làm con sai cầu 7, mẹ xứng đáng, mẹ được tuyên con mẹ áo dương trong thế giới anh em chơi tình cơ. Xứng đáng được tuyên dương. Khẳng định. Được chưa? Nên thay switch nếu như gõ no foam anh em ạ. Ôi nhưng mà nó mềm hơn hẳn. Cảm giác nó thoáng tay hơn. Cái tiếng nó thoáng hơn hẳn. Ừ, tiếng switch này space không quá hay đúng không? Đây, tôi sẽ cho anh em một liều thuốc mới. Tôi sẽ cho anh em một liều thuốc mới. Đây. Anh em nghe gõ tiếng alpha thì mềm mại này. Khác ngay, đúng không? Rồi, nói chung thì con này chơi no foam được. Anh em thay con switch đi là ok.
Con Switch này thì như trên cái thông số mà bên sói kia cung cấp nhá, thì cái con Switch này nó là đây, Dopamine Blue. Đấy, đều. Dopamine là cái loại mà kích thích đấy, càng đấy. Tuy nhiên trên cái logo đang in ở đây thì nó là Everfree. Everfree anh em nhé, đấy thấy rồi, đấy, ok. Thì mình cũng không rõ là nó khác gì nhau nhiều hay là không. Nhưng mà con này á, khi mà mình gõ trên tay như này thì cảm nhận nhanh của mình đấy là hành trình nó xuống khá là sâu. Đấy, xuống khá là sâu. Đấy, tiếng thì nó nhẹp 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 nhẹp, cũng bình thường thôi. Nhưng mà con này có một cái khá là hay là mình cảm nhận thấy rất là rõ nhé. Đấy là nó bottom out ấy, không phải bằng cái trụ ở dưới này, mà nó bottom out bằng cái cây cáp nó vả vào cái top housing. Thấy không? Đấy, đưa lại gần cái mic nhé. Anh em nghe này. Đấy, tức là gì? Bottom out của nó sẽ là cái lòng bên trong cây cáp này này, nó đập vào cái phần top của housing. Tiếng khá là gọn, cũng khá là ok. Nên là khi mà chơi một con Switch như này, top bot phải rất là chặt nhau. Con này chặt, ok. Lò xo cũng không bị nhạo nhiều. Tiếng nó không được quá gọn thôi, nhưng mà tổng quan khi mà lắp cây cáp lên thì gõ thì cũng khá là ổn. Con này thì truyền thống của mấy con VKF này thì nó sẽ có pre-loop. Ái chà, lò xo hai đoạn luôn, xịn sò nha. Cũng có một ít pre-loop, khá ổn áp. Đó, tôi biết ngay mà, anh em thấy không? Trong lòng này có mỡ này. Đó, trong lòng này có mỡ này. Thì tức là cái tiếng mà đập từ cái phần trụ này xuống cái lòng kia là nó mất rồi. Bên hông hai bên cũng có mỡ này. Thấy không? Mỡ khá là nhiều luôn, nhưng mà nó đều. Nên tổng quan là con này cái lượng pre-loop của nó là ổn rồi đấy. Bây giờ mà để vệ sinh làm sao cho cái này thật là gọn, để mà cho cái tiếng trụ này đập xuống cái lòng phía bên dưới ấy, nó rõ ràng thì chắc là khó quá. Nhưng mà như thế chưa chắc đã hay, bởi vì như vậy nó sẽ có hai tiếng nó sẽ phá vào nhau. Một là cái tiếng từ phần trụ stem này xuống phía bên dưới, hai là cái tiếng của cái cây cáp nó đập vào cái switch này. Thì đấy, anh em nghĩ sao, được không? Nói chung mình thấy đây cũng là một con switch khá là thú vị đấy. Thế các bạn nghĩ sao, comment phía bên dưới nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye anh em.